Dạ vâng, Minh Vũ Audio xin kính chào tất cả các bác. Ở clip này thì em còn mấy bộ mic không dây. Ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bộ. Có 3-4 loại. Đầu tiên là dòng 3G và PRS. Thì hai cái thằng này nó như nhau các bác nhé, cùng một mẹ đẻ ra. Đó, linh kiện bên trong thì em đã review trong những clip trước rồi. Bên trong linh kiện dày đặc luôn. Và đây là hàng cao cấp chuyên sự kiện. Các bác biết những hàng chuyên sự kiện thì nó phải đạt tiêu chuẩn. Thứ nhất là sóng rất là xa, 4 dâu sóng ra xa khủng khiếp luôn. Và hát lên cao không vỡ tiếng. Đây nhá. Đây, đây là con PRS này. Rất đẹp luôn. Khi các bác mua thì em sẽ tặng đầy đủ cả chống lăn, chống sốc. Đó, giá xả lốt cho các bác nhá. 1.630.000. Đó nhá, 1.630.000. Đây là 3G, rất đẹp, rất là đẹp các bác nhé. 3G thì giá cũng như nhau thôi, 1.630.000. Toàn những bộ đẹp thôi chứ không phải bộ xấu em xả các bác nhé. Đây toàn những bộ đẹp tuyển chọn. Nhưng chẳng qua nó còn nẻ muốn loại mấy bộ thì em xả luôn. Còn dòng này dòng nội địa của Trung Quốc, loại này hay lắm. Loại này sóng rất là xa và tiếng rất là sạch nhá. Loại này thì em cũng xả luôn các bác, giá 1.600.000. 1.600.000 bộ. Tặng đầy đủ phụ kiện chống lăn. Còn đây đầu thu của nó đây hay lắm. Ở đây toàn những dòng mic bãi cao cấp loại hay thôi, còn loại vớ vẩn em không bán. Còn đây là cái dòng 5S thương hiệu của Mỹ. Con này thực ra nó là dòng 790 nhá, 790 dòng Bayer cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Loại này thì nó có tự ngắt, cảm biến gia tốc tự ngắt. Loại này thì anh em đi nắp phòng, nói chung là gia đình dùng nhiều. Và trên thị trường có rất là nhiều đơn vị bán. Cái loại này thì về cái chất âm thì nó cũng rất là hay, nhưng mà để mà so sánh về cái chất âm thì nó không thể bằng mấy cái loại này được các bác nhé. Mấy con này thì giá tiền nó rẻ hơn nhiều, nhưng mà về cái độ chất thì nó hay hơn. Con này thì chẳng qua là thương hiệu. Các bác để ý những cái hàng là thương hiệu mà nhiều người bán thì chắc chắn là nó sẽ giá cao. Con này thì em xả lốt các bác là giá 2.500.000 một bộ nhé, 2.500.000 một bộ, đẹp như mới. Cái tay của nó cũ, nó là tay tay vỏ khác cơ, vỏ bình thường cơ. Đây này, em đã thay vỏ vỏ titan 7 màu, loại vỏ titan xịn nhá, chứ không mấy vỏ titan đẹo đâu. Tất cả còn nguyên zin hết. Đây, hôm nay em về thêm được một cặp mà em về thêm được một cặp mà QSC. Con này nó là mã bao nhiêu nhỉ? AD52 hay lắm các bác, còn đầy đủ cả giá nhá, cả giá treo luôn, hay tuyệt vời luôn. Cả này giá 5.000.000 các bác nhá. Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình.